Trước khi liên tục đứng số 1 top trending trên Netflix toàn cầu, Alive đã oanh tạc phòng vé Hàn Quốc ngay sau khi rạp phim mở cửa trở lại hậu mùa dịch Covid-19. Thương hiệu zombie xứ Kim Chi những năm gần đây ngày càng chứng tỏ sức hút với những cuộc chiến sinh tồn đẫm máu, với những pha cài cắm tình người sâu sắc, điển hình là Train to Busan, Peninsula, Kingdom. Vậy thì Alive có gì đặc biệt hơn so với các bậc tiền bối zombie trước đó mà lại gây sốt Netflix trên toàn cầu đến như vậy? Hay đơn giản chỉ là một lời đồn để có thể đẩy trend? Hãy cùng với dạp chiếu phim tìm hiểu ngay bằng video ngày hôm nay. Xin mời! Tựa phim online với tựa Việt là Tôi Còn Sống là một dạng hashtag mà nam chính Junu cùng với những người xấu số khác sử dụng để đăng tải lên mạng xã hội nhằm cầu khấn sự hỗ trợ từ các nhà chức trách. Junu là một thanh niên công nghệ số mê game, sinh sống trong một thành phố lớn. Sau giấc ngủ nướng như mọi ngày thì cậu tỉnh dậy trong một trạng thái uể oải, một mình trong căn nhà rộng và gia đình đã ra ngoài hết. Như một thói quen thì Junu đã bước ra ban công hóng mát và cậu tỉnh ngủ ngay lập tức khi nhìn thấy những người dân trở nên bất thường. Họ lao vào cắn xé nhau và biến người kia trở thành zombie giống mình. Junu đã chôn chân ở trong nhà mấy chục ngày liên tiếp, nhưng lương thực dần cạn kiệt, nó tỷ lệ thuận với sự hy vọng giảm dần. Và khi biết tin biến cố lớn đã xảy ra với gia đình, cậu trở nên bất cần, tuyệt vọng và có ý định tự tử. May mắn thay thì Yubin, cô hàng xóm nhà đối diện đã kịp thời ngăn cậu lại. Và từ đây thì cả hai tìm cách chạy trốn khỏi bè lũ zombie để tìm đường thoát thân. So với các phim zombie khác của Hàn Quốc, Alive sở hữu một cốt truyện đơn giản, bối cảnh thu hẹp trong những căn hộ và các nhân vật chạy quanh tòa nhà. Phim cũng không có tuyến nhân vật phản diện rắc rối hoặc là một cú plot twist nào đầy bất ngờ. Cả hai nhân vật cũng không phải là những người có sẵn năng lực trời phú, họ thân thuộc giống như chính chúng ta vậy. Trong một ngày không đẹp trời phải đối mặt với những thứ quái gở từ đâu ập đến, họ buộc phải sinh tồn theo bản năng và tự chấn an chính mình rằng phải vượt qua nỗi sợ cố hữu vẫn tồn tại trong sâu thẳm của con người họ. Những con zombie trong phim này thì cực kỳ thông minh, giác quan nhanh nhạy và nguy hiểm nhất là vẫn giữ được những thói quen cũ khi vẫn là người bình thường. Thế nên trong nhiều phân đoạn, cả hai nhân vật chính như đang phải đối mặt với những con người phiên bản zombie, tàn ác, máu lạnh và có độ khủng khiếp hơn. Điều ẩn dụ này hoàn toàn có lý khi càng về cuối phim, họ thật sự đã gặp phải loài giống người có tâm địa độ lốt quỷ dữ. Alive Tôi Vẫn Sống không chỉ đơn thuần là sống sót để tồn tại, mà còn phải sống sao cho ra sống, phần người phải che phủ phần con, tương trợ, giúp đỡ, nhân ái cùng nhau ngay ở trong hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Phim cũng lay động khán giả khi nói về tình cảm gia đình qua những chi tiết đời thường như là việc nam chính nhớ đến thói quen nghe radio của mẹ, động tác mở cửa của người lớn mỗi khi đi đâu xa. Và ngay ở nhân vật phản diện gây ra tội ác cũng có động cơ xuất phát từ tình yêu dành cho người thân, nhưng vì hoàn cảnh quá bi bức, anh ta đã chọn sai cách. Tuy nhiên, phim này lại thiếu đi tính logic trong suốt quá trình nhân vật tìm đường sống. Tiết tấu phim chưa cân đối khi có khúc nhịp phim nhanh hợp với không khí của zombie, nhưng có khúc lại quá chậm khi kể lể về mối quan hệ của hai nhân vật chính trong phim. Nam diễn viên Juain chỉ mặc bộ đồ ở nhà với áo phông trắng, quần thụng đỏ gần hết thời lượng của phim này, nhìn to béo, chậm chạp và chán nản. Đã có những ý kiến cho rằng đây là vai diễn dìm hàng dành cho ngôi sao Juain khi anh không có cơ hội biểu lộ tâm lý phức tạp, giằng xé trong tim giống như Burning, càng không thể khoe vẻ đẹp xoái ca như trong Chicago Typewriter. Họ đổ lỗi cho kịch bản tạo dựng tâm lý nhân vật chưa tốt, lúc khóc lúc cười, trông không ra làm sao cả. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải nhớ lại rằng nam chính Junu là một cậu trai mới lớn, chưa trải sự đời. Bất ngờ gặp cú sốc zombie, cậu lúng túng cư xử bồng bột là điều đương nhiên. Juain đã biết cách tiết chế lối diễn xuất đặc biệt dị thường như mọi khi để có thể hóa thân thành một Junu rất quen như em trai bạn bè của chúng ta. Thường ngày thì ngáo ngơ, nhưng khi gặp chuyện thì nghị lực đột xuất, tuy vẫn không giấu nổi được sự run sợ và bàng hoàng. Nhưng nếu như bênh vực cho diễn xuất của nam chính thì nữ chính được hóa thân bởi Park Shin Hee lại quá nhạt nhòa và thiếu điểm nhấn. Tuy nhân vật phụ xuất hiện thời lượng rất ngắn nhưng đều diễn xuất tròn vai và để lại những dấu ấn nhỏ trong lòng người xem. Mặc dù bộ phim này không có nhiều đại cảnh của zombie, nhưng mỗi lần chúng đổ xô vào cánh cửa căn hộ hay là chạy dồn vào thang máy, nó cũng đủ khiến các khán giả phải hồi hộp khi chứng kiến những cú táp và những cú cắn be bét máu. Phần hóa trang ở mức tạm ổn và phim cũng không lạm dụng quá nhiều kỹ xảo, nên nếu như bạn nào mong chờ một cuộc đại chiến zombie thì sẽ thấy hơi thất vọng một chút. Với phần âm thanh và tiếng động thì nó được sử dụng khá hiệu quả, nhất là những đoạn zombie rượt đuổi, nhưng vẫn nhắc lại rằng quy mô phim không quá hành tráng nên bạn sẽ không được trải nghiệm cảm giác cực phê và cực đã đâu. Phim chèn âm nhạc hiện đại tạo một cảm giác tươi trẻ nhưng vẫn chưa có những bài hit ấn tượng. Vì bối cảnh phim khá đơn điệu nên các góc máy cũng không quá sáng tạo, màu phim tạo tính tương phản sáng tối nhưng vẫn không quá đặc sắc.
Điểm cộng cho phim này đó là việc tận dụng tối đa tầm quan trọng của đạo cụ. Ở một số phân đoạn quan trọng thì đạo cụ và nhân vật sở hữu giúp cho khán giả hiểu hơn về tính cách của họ và nó thúc đẩy mối quan hệ bằng cách không ngờ tới. Tóm lại cho video ngày hôm nay, Alive sở hữu nhiều điểm tốt để dễ dàng có thể leo lên vị trí đầu bảng, nhưng nó không đồng nghĩa với việc đây là một tác phẩm điện ảnh hoàn toàn tốt. Phim này vẫn có nhiều sạn, chưa thật sự thuyết phục khán giả, thậm chí còn gây hụt hẫng với các fan dòng phim zombie quy mô lớn. Có lẽ giữa mùa đại dịch Covid-19, khán giả đang quá khát phim và điện ảnh xứ Kim Chi chưa kịp ra lò những bộ phim nổi bật. Alive vẫn là một sự lựa chọn an toàn, nhưng nó không mang nhiều đột phá. Hiện nay thì phim đang có mặt tại Netflix. Chúc bạn xem phim vui vẻ và đừng quên tham gia group review phim của Rạp Chiếu Phim để có thể cập nhật những tin tức điện ảnh mới nhất, đồng thời có được cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn đến từ chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại!